bạn sẽ thành công. Xong về chiết của mạng, chỉ khi nào lượng đủ thì chất mới đủ. Ok, rồi theo đúng như cái lời hứa với các bạn đó là thì sau kỳ nghỉ lễ thì tôi sẽ có một cái món quà để tặng cho các bạn. Thì đặc biệt là trong mấy cái ngày nghỉ lễ vừa rồi thì tôi lại đi vào tôi tìm hiểu nó một cách chuyên sâu hơn và thấy rằng đó là gì. Các bạn hình dung ra này, ví dụ như là trong cuộc đời này ấy, nếu như mà chúng ta hiện tại hôm trước có nói ấy, đó là các bạn đang sống và làm việc ngày hôm nay là đang ở gì? Hệ sinh thái cây tổng hợp, đúng không? Thì các bạn chưa hiểu rõ những cái yếu tố mà nhân tình thế thái của cuộc đời nó ban tặng. Ở đây có tôi là một này, anh Hoàng là hai này, chị Huế là ba. Ba người cũng đã cảm nhận được cái những cái vui, những cái nỗi buồn, những cái điều mong muốn, những cái điều khát khao. Và trong đó thì cái điều mà chúng tôi cảm thấy bất kể ai trong ba người này đều muốn nói là trong thời gian vừa rồi điều gì cho chúng ta nuối tiếc nhất thì chính là yếu tố về thời gian. Nó đi nó không quay lại. Và chúng ta đứng ở đây và chúng ta không hiểu. Nhưng mà rất may mắn cho các bạn đó là chúng ta nhìn thấy, chúng ta hiểu. Và sau khi chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ có cái thời gian chiêm nghiệm. Không nhất thiết các bạn phải tin tôi nha. Các bạn đừng tin, cứ nghe, cứ cảm nhận và cứ phân tích. Còn nghe mà áp dụng nghe chưa chắc nó đã là điều đúng đó. Thế thì chúng tôi đã mất một cái thời gian rất dài để cho nó trôi đi. Và khi tôi nhìn thấy thì cũng rất là may. Và xin tặng các bạn một cái từ khóa này là cuộc đời không bao giờ muộn. Lý do tại sao không bao giờ muộn thì trong buổi ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ để các bạn hình dung và các bạn hiểu được. Bản thân tôi ngày hôm nay cũng hoàn toàn chưa muộn một chút nào. Lý do tại sao? Chúng ta đã từng nghe thấy cái từ nghiệp chưa? Ở đây ai nghe thấy cái từ nghiệp và chúng ta hiểu như thế nào gọi là nghiệp? Nghiệp là gì? Khi chia sẻ những cái kiến thức liên quan đến đạo Phật ấy, nó có những cái từ họ sử dụng theo tiếng Pháp, có những từ họ sử dụng theo từ Hán Việt. Đấy, đâm ra là cái câu từ của nó là chúng ta chưa thể hiểu ngay. Vậy chúng ta phải tìm hiểu và phải phân tích nó. Thế thì ở đây ai hiểu cái từ nghiệp này là gì? Nào bạn Ngọc thử chia sẻ xem hiểu cái từ nghiệp này là gì? Khó hiểu từ nghiệp này là những cái xấu trước kia của mình, hôm bây giờ mình bị trả. Nó là cái xấu. Ngày trước, đúng không? Và bây giờ trả, đúng không? Thì người ta gọi là nghiệp. Còn ai còn ý kiến khác không? Còn ai còn ý kiến khác không? Không ai còn ý kiến khác à? À, bắt đầu nắm bắt thông tin cực kỳ quan trọng nhá. Nghiệp đơn giản nó là những thói quen của mình đã và đang làm của ngày hôm nay và ngày hôm qua. Tức là gì? Những gì mình làm của những ngày trước, của ngày hôm nay, trong nghiệp này không phải chỉ có xấu mà nó có cả tốt. Những cái gì mà chúng ta làm xấu thì kết quả nó sẽ xấu. Những cái gì ta làm tốt thì kết quả nó sẽ tốt. Bây giờ tôi đang làm đây. Chúng ta nhớ hôm tôi hướng dẫn các bạn 6 vòng tâm thức thì có một vòng gọi là nghiệp lực. Có đúng không nhỉ? Thế thì nghiệp không phải là chỉ có xấu mà nó có cả tốt. Hiểu đơn giản đó là cái gì ta làm ngày hôm nay thì ta sẽ tạo nghiệp cho ngày mai.
ta làm tốt thì ta sẽ đón nhận kết quả tốt, ta làm xấu thì ta nhận kết quả xấu. Nhưng có một điều, cái này tôi chưa kiểm chứng vì tôi chưa chết, chắc chắn là tôi chưa kiểm chứng. Vì theo như thuyết của Phật giáo ấy, thì con người ta không có sinh và không có diệt, tức là đi sâu vào bản thể của nó thì nó không có sinh và không có diệt, mà nó chỉ chuyển thể từ dạng này sang dạng khác. Khi đủ nhân duyên thì tôi được ra đời, và khi hết nhân duyên thì tôi sẽ chuyển thể nó đi. Chính vì vậy đâm ra là cái nghiệp này trong vô lượng kiếp, đến ngày hôm nay chúng ta ra đây và có những việc làm xấu tốt, ta bị ảnh hưởng ở nhiều kiếp trước và ta đón nhận kết quả của nhiều kiếp trước. Chính vì vậy tôi mới nói đó là gì, không muộn của ngày hôm nay. Cho dù nó đang rất là xấu đi chăng nữa, nhưng nếu ta nhìn thấy và ta chấp nhận để ta trả nghiệp và ta làm nghiệp mới, để ta có cái chương thứ hai và chương thứ ba của vô lượng kiếp, ta sẽ tốt hơn. Như ông Phật, để đến lúc mà Ngài ấy được giác ngộ thì Ngài ấy trải qua rất nhiều kiếp tu tập thì mới có ngày nó được ra kết quả đó, chứ không phải đùng một cái. Nếu mà chúng ta xem trên YouTube trong giai đoạn hiện tại thì đang có hai cái, nếu mà nói về Phật giáo thì đang có khoảng tầm độ 4 người đang rất nổi. Ví dụ như là thầy Minh Niệm, ví dụ như thầy Pháp Hòa, ví dụ như một cái thầy gì mà mặc cái quần áo mà vá chẳng vá đủ mà đi từ Nam ra đến Bắc đó. Là ví dụ như một em bé đó là gì, bạn Ngư Lam. Chúng ta xem trên YouTube có thấy cái hiện tượng đó không nhỉ? Đó, mới có khoảng tầm 5 tuổi thôi, đọc kinh Phật một cách phanh phách, nói ra tất cả những cái gì mà bố mẹ không hiểu, đọc chú Đại Bi, đọc một số những cái bài kinh thuộc lầu từ đầu đến cuối bằng tiếng Phạn, bằng tiếng Hán, tức là có thể đọc được bằng hai thứ tiếng. Hỏi em học ở đâu, em bảo em không học. Và thế sao biết, mà cũng không trả lời được tại sao biết. Mà do kiếp trước của em cũng đã làm một nhà sư, và đến bây giờ thì nó vẫn còn cái đó. Thế thì khi chúng ta rời xa khỏi thế giới bên cuộc đời này, chúng ta sang một thế giới khác, thì chúng ta mang đi được cái gì thì tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu. Và ý muốn nói ở đây đó là gì, chúng ta hãy tạo nhiều cái nghiệp tốt của ngày hôm nay, và cuộc đời của chúng ta kết thúc ở đây, nó không phải là kết thúc mà nó là gì, chuyển sang một dạng khác, được chưa nhỉ? Trong Phật giáo nó khá là trừu tượng. Ở đây chúng ta sẽ không nói chuyện là buộc phải tin và buộc phải không, mà chúng ta hãy cứ cảm nhận, đón nhận và suy ngẫm nó. Thế còn ngày hôm nay sẽ đến với chúng ta hai cái chủ đề chính. Cái chủ đề đầu tiên mà muốn gửi tặng các bạn đó là muốn làm chủ cái thân, cái tâm của mình. Chỉ khi nào chúng ta làm chủ được thân tâm một cách chính xác, đạt được tỷ lệ càng cao thì chúng ta càng cảm thấy cuộc đời nó an yên. Thế còn nếu như chúng ta không làm chủ được thân tâm, có nghĩa là chúng ta đang ở trạng thái gì, oán trách, đổ lỗi, đổ thừa và gì, tìm lý do. Còn nếu như mà chúng ta hiểu thì tất cả mọi cái nó đều từ đâu mà ra, từ mình. Đời thay đổi khi mình thay đổi. Muốn thay đổi thì phải thay đổi cái gì? Muốn thay đổi thì phải thay đổi cái gì? Rất nhiều thứ, nhưng mà chúng ta phải đi được vào bên trong, vào sâu thẳm để chúng ta bóc nó ra thì chúng ta mới biết thay đổi cái gì. Còn nói ra, nghe thấy nhưng mà để làm thì chúng ta sẽ bị cái sự lười và rất nhiều những cái, đặc biệt là cái nghiệp của kiếp trước nó dẫn dắt chúng ta đi. Nó mang tới cho chúng ta khó khăn, nó mang tới cho chúng ta sự trở ngại, nó mang đến cho chúng ta những cái rào cản để chúng ta dừng lại ở đó, và phiên bản của cuộc đời nó cũng đóng sầm lại ở đó. Thì chúng ta phải thắng. Khi có nghiệp buộc phải trả nghiệp, tức là gì, thấy khó khăn thì phải bảo ok, mày đến càng sớm càng tốt, đến đi để tao giải quyết mày. Các bạn hiểu được ý này không nhỉ? Đó, tức là con người của chúng ta ngày hôm nay ở đây thì đã và đang bị nghiệp cũ của mình dẫn và lôi mình để đi trả những cái gì mà mình đã và đang làm ở vô lượng kiếp trước. Vô lượng tức là rất nhiều. Ok, bây giờ chúng ta chuyển vào cái nội dung cụ thể này. Chúng ta hình dung nhá, hiện tại ấy, thì trên cơ thể con người
đây trên cơ thể này 56 kg thịt này, hiểu đơn giản ở đây là nhìn chân tay mắt mũi tất cả mọi cái, nhưng mà cái con người mình nó cấu tạo bởi ba cái chi phần. Một là cái phần thân, hai là cái phần trí, và ba là cái phần tâm. Ba cái này để nó kết hợp lên một con người. Trong cái phần thân thì nó gồm có xương thịt máu huyết vân 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 vân, và nó được kết hợp bởi tứ đại, tức là gồm đất nước lửa và gió. Tìm hiểu trên tất bất kể cái điều nào thì khi phân tích ra thì nó vẫn chỉ là bốn cái chất đó thôi, được chưa nhỉ? Đất nước lửa gió. Thế thì chúng ta thấy này, một là cơ thể của chúng ta đang có 70% là nước, nhiệt. Tại sao mình lại có hơi ấm ở trong cơ thể? À, tại sao mà mình lại phải có không khí? Thì cái gì ở cuộc đời này nó cũng được cấu tạo bởi bốn cái đó, bất kể cái gì, nhớ chưa nhỉ? Tiếp theo này, cái phần tâm và cái phần trí. Đây, trong cơ thể con người thì chúng ta kết hợp đủ ba phần này, thì trong ba cái phần này thì thằng nào làm tướng, thằng nào là thằng làm tướng? À, thằng tâm làm tướng. Chứng minh tại sao tâm làm tướng? Thằng nào có thể sai khiến được thằng khác? Thằng trí là được, hay là thằng nào? Tâm. Thằng tâm. Tâm. Thằng tâm điều khiển thằng trí. Ví dụ. Ý niệm. Ví dụ. Cảm xúc mình tập trung vào. Tâm bảo trí là đi học đi. Tâm bảo trí là đi học đi. Ví dụ thế chịu tượng. Ví dụ thế là chịu tượng. Thần tâm nó là thằng quyết định. Bây giờ tôi lấy ví dụ, cái mong muốn, ý niệm của tôi, tức là tôi có khát vọng làm giàu, hiểu đơn giản là như vậy đi. Thì khi tôi muốn làm giàu thì tôi phải nghĩ cái cách là làm thế nào đó để giàu, thì ý bắt đầu dẫn, bắt đầu khởi niệm lên một cái ý niệm, tức là tôi muốn giàu. Thế thì bắt đầu tôi mới bảo thằng Chí là nghiên cứu phương án đi làm giàu đi. Thằng Chí bắt đầu thì tính toán, suy nghĩ, học hành vân vân, và nói là nó như này. Sau đó rồi nó bảo thằng thân nó đi làm, nó làm. Thằng thân là thằng ra quyết định và thằng thực hiện cuối cùng cho cái công đoạn của một quy trình khép kín. Trong tâm tôi khởi lên một cái ý niệm, tôi muốn yêu thương mẹ tôi, thì đầu tôi nghĩ là bây giờ là hôm nay là ngày lễ, ngày hôm nay mẹ mình làm gì đó, mình ra chợ mình mua cái gì, sau đó rồi mình về mình nấu nướng bày ra như này, làm xong mình mời mẹ mình đến ăn. Thì lúc đấy cái gì hoan hỉ? Cái tâm có hoan hỉ, đúng không? Có đúng không nhỉ? Đó, thế thì cái tâm là cái nó dẫn dắt và nó chỉ lối. Nhưng mà trong cái tâm của con người thì nó có ba cái chức năng này. Một là khởi lên ý niệm này. Hai là nó có những cảm xúc vui buồn, đấy, chán ghét, tham lam, cho đi, vân vân, và lòng thương. Ở cái tâm của bất kể ai nó đều có hai mặt đối ngược, những hạt giống tốt rất nhiều, những hạt giống xấu rất nhiều, ai cũng như ai. Nhưng mà tại sao cuộc đời này nó lại có người xấu, tại sao lại có người tốt, điều gì lại xảy ra như vậy? Một là do nghiệp dẫn, hai là do môi trường. Có những con người đã làm như vậy và nó thấy, và sau khi nó thấy thì nó bắt đầu ươm mầm và gieo nhiều hạt giống tốt. Khi nó gieo nhiều hạt giống tốt thì hạt giống xấu không có cơ hội được trưởng thành và sinh sôi. Như một cái bãi đất trống này, làm thế nào để không có bỏ hoang? Cây sới nó đi và trồng cho một loại giống mới vào thì cái cũ nó cắt không mọc. Còn cứ để thế mà cứ cắt đi cắt lại, cắt đi cắt lại, cắt mãi thì nó vẫn mọc, đúng không? Thế thì vậy mình phải biết gieo những cái mầm của hạt giống tốt vào, thì lúc đấy thì hạt giống xấu nó khác không có cơ hội để nó nảy mầm. Đấy, thế thì bây giờ muốn bỏ bớt sự ghét, sự thù hận,
từ xưa đến giờ oan thì có trả được gì? Muốn dùng oán để trả oán có trả được không? Có trả được không? Thế muốn trả oán thì phải dùng gì? Phải trả ơn, phải lấy ơn thì mới xử lý được oán. Chứ còn nếu lấy oan oan tương báo càng ngày thì nó gì? Càng chồng chất, đúng không? Chỉ có lấy ơn, lấy ân thì mới xử lý được oán. Đó, thế thì khi mà chúng ta hiểu về cái tâm nó quan trọng. Bây giờ cái mục này nhá, chỉ ngắn gọn lại là cái tâm nó làm cái gì thôi và nó quan trọng như thế nào. Thì trong đó cái tâm này thì một là nó khởi ra ý niệm này, hai là nó có những cảm xúc vui buồn chán ghét yêu thương đấy, và tiếp nữa là nó có lòng yêu thương và sự đố kỵ hoài nghi vân vân, nằm trong này là nó có, tôi cũng có, các bạn cũng có, ai cũng có đấy. Thế còn cái trí thì nó sẽ có cái sự thứ nhất này là sự tập trung này, về việc thích học này, thích tò mò này, tìm hiểu này, tư duy này, lên kế hoạch này, và nó có chức năng đó là gì? Soạn thảo sơ bộ hình ảnh ở trong đầu, đúng không? Giờ tất cả nhắm mắt vào hình dung ra mẹ của mình, một phút sau, không đến một phút, chỉ nửa giây thôi là mẹ xuất hiện. Đấy, hình dung ra cưỡi con trâu, mình chưa cưỡi trâu bao giờ cả, nhắm mắt vào hình dung cỡ trâu, thế là cỡ trâu. Có thấy cỡ trâu không? Ờ đấy, nếu thấy rồi thì mở mắt ra. Đấy, thế thì cái trí là nó có những cái chức năng như vậy. Thế còn cái thân thì nó có cái chức năng là nó muốn ăn dinh dưỡng này, nó vận động này, và nó muốn được nghỉ ngơi. Đơn giản nó chỉ vậy. Ăn và mồm thì thực tế ra mà nói là cái mồm thì thấy ngon, nhưng cái gì thì sướng? Cái tâm nó sướng, chứ cái mồm không sướng, đúng không? Nó chỉ nếm 5 cái thôi. Thế còn ngon hay không ngon và thẩm hay không thẩm là cái thằng chuột chết kia nó thẩm, chứ cái thằng kia là chỉ là tay sai thôi. Đấy thì chúng ta phải định hình được là cái thân là nó chỉ là tay sai cho thằng trí và cho thằng tâm. Gốc rễ của mọi vấn đề đó là thằng tâm. Ok, bây giờ chúng ta đi vào ổ sâu cái thằng tâm này, xem nó thế nào. Thì ở thằng tâm này nó có này, một là ý muốn này, hai này là có khát vọng này, ba là có tình thương này, có sự thù hận này, có cảm xúc này. Thì trong cảm xúc nó chỉ có ba cảm xúc, ba trạng thái cảm xúc trong này, bất kể lúc nào chỉ có ba trạng thái. Một là dễ chịu, hai là khó chịu, ba là không dễ chịu, không khó chịu. Dễ chịu là vui, là hạnh phúc, là bình yên. Khó chịu là tức giận, buồn chán, nhăn gắt, ghét ai đó, đúng không? Đấy. Và gì? Cảm giác tức tối và bình thường. Đấy, thì trong một ngày từ sáng đến tối con người ta chỉ có ba trạng thái đó thôi. Nhưng mà nếu ở trạng thái dễ chịu thì nó sẽ bị dẫn dụ tới gì? Luôn gần với dễ chịu thì nó sẽ dẫn tới tham. Bây giờ tự nhiên này, ai cho 50.000 cảm thấy vui, dễ chịu. Nhưng mà nếu như người ta cầm 50.000 người ta đưa luôn thì bảo ừ được. Thế nhưng nếu mà người ta cầm một tờ 500, một chẹp này, người ta đưa cho 5 chỗ thì đầu tiên thì bảo được. Nhưng mà gì? Tâm tham ngay lúc đấy đã khởi lên rồi. Nhiều thứ kia mà sao cho ít thế nhỉ? Mẹ cầm ra cả một đống mà sao cho mỗi một tờ đó. Thế thì gần với sự hoan hỉ thì nó sẽ bắt đầu có ý niệm khởi ra. Đấy là điều tất yếu. Thế còn bắt đầu có sự khó chịu thì yếu tố của sân muốn nổi. Ví dụ mang hàng ra cho mọi người, thế thì ai cũng có. Đấy, có người rất vui, thế nhưng mà có cái ngọc thì không thấy hàng đâu, và bắt đầu có cảm giác khó chịu. Đấy, bắt đầu có hiện tượng khó chịu. Thì trong cái lúc khó chịu đó thì nó đang tiềm ẩn một cái nguy cơ bùng nổ về sân. Tức là gì? Lúc đấy chỉ có ai chọc vào thôi thì bắt đầu sân nó bắt đầu muốn nổ. Thế thì khi mà chúng ta hiểu về tâm ấy, thì chúng ta sẽ hình dung và chúng ta sẽ ngự trị để làm sao khi nó bắt đầu có hạt giống là ta phải giết được nó. Các bạn hình dung được chưa nhỉ? Đó, thế thì cái trạng thái ở đây nhá, là chúng ta nhìn thấy này, đó là cái trạng thái cảm xúc này, dễ chịu này, khó chịu này, trung tính, tức là không dễ chịu, không khó chịu. Và đến tiếp theo này là cái thái độ, thì nó có một là nhiệt tâm,
tức là lao vào làm hết mình. Hai là chán nản, không muốn làm. Tham lam thì nó đi ngược với lại là thảo, tức là bố thí. Một bên thì thích nhận và một bên thích cho. Thì tham lam với bố thí thì nó đi ngược vào với nhau. Sao đây? Rồi, đặt xuống. Rồi, phải bắt lại. Đúng rồi, chứ đặt xuống, nó lại chỉ. Cứ đặt xuống. Ok. Rồi, ok. Thì cái thái độ ở đây nó ảnh hưởng tới cái công việc rất là nhiều, rồi tới tất cả mọi cái trạng thái năng lượng của con người. Đấy, rồi thì đến cái tiếp theo này là vui buồn giận dữ, và trong cái tâm nó còn một cái nữa, đó là cái lo sợ. Lo sợ, lo sợ mất tiền, lo sợ không vui, lo sợ khách đến nó thêm, lo sợ đủ thứ. Đấy. Thế thì cái lo sợ này nó diễn ra từ đâu và nó diễn ra như thế nào thì tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về nó. Bây giờ chúng ta chỉ hình dung được đó là trong cái phần tâm này là cái nó quyết định yếu tố của một con người. Cái này nó là cái quyết định yếu tố của một con người. Thì nó có cần này thứ lộn xộn linh tinh. Đấy. Thậm chí tức là hiểu đơn giản, có người người ta sử dụng là từ tôi. Thì thậm chí này thì nó có nhận thức này, có tư duy này, suy nghĩ này, phân tích, tổng hợp, tưởng tượng ra hình ảnh, màu sắc, ngôn ngữ. Ví dụ như tôi muốn nói cái gì, tôi muốn nói cái gì thì tôi phải dựa vào cái này để nó soạn thảo cho mình một hệ thống văn bản để mình truyền đạt lại ở đấy. Tâm nó mới nói, đúng không? Đó. Thế thì sau khi mà nó ra một số những cái ngôn ngữ, bắt đầu ra quyết định là có thực hiện hay không, bao giờ thực hiện như thế nào, thì cái đấy nó gọi là kế hoạch. Đấy. Rồi thì đấy cái là học tập, nâng cái kiến thức để bổ sung và tập trung tới cái mục đích của mình. Thì đấy là cái chức năng của thần trí, nó làm cái việc đó. Thế thì trong cơ thể của con người chúng ta thì thường thường một ngày có khoảng tầm độ 6.000 cho đến 67.000 những suy nghĩ bắt đầu khởi niệm ra từ lúc ngủ dậy cho đến lúc ngủ. Khoảng tầm độ 6.000 cho đến 67.000. Bất kể những cái suy nghĩ to nhỏ như thế nào, cứ một ý niệm khởi lên thì người ta gọi là một suy nghĩ. Các bạn đã hiểu được cái chỗ này chưa? Có phải không? Bây giờ chúng ta thử ngẫm lại xem có phải không? Thế thì cái mục đích của chúng ta ấy là làm thế nào đó để chúng ta điều chỉnh được hai cái thằng này nó theo cái mong muốn của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy một điều này. Hỏi có thích tiền không? Ai cũng thích. Nói đến tiền này ai cũng thích. Nhưng mà bảo thế thì bây giờ bỏ một thời gian 3 năm để đi học nhé. Sau khi học xong về thì đi làm. Bắt đầu úi dồi ôi, mẹ bây giờ đang cơm không có mà ăn, giờ này còn đi 3 năm ai nuôi. Đấy, tức là gì, thằng trí nó bắt đầu đưa ra để nó phân tích và nó lập luận, và nó bảo thằng tâm là thôi không học hành gì cả. Thế nhưng mà thằng tâm nó khát vọng nó lớn, nó bảo không, tao không cần, bây giờ tao ăn mì tôm chay 3 năm cũng được, mày cứ đi đi. Tức là gì, khi khát vọng đủ lớn thì nó mới được trở thành hiện thực. Còn nếu khát vọng không đủ lớn thì nó sẽ bị rất nhiều yếu tố khác nó trù dập và nó dẹp đi cái khát vọng của mình. Đâm ra phiên bản của chúng ta đến ngày hôm nay thì đến 90% đó là chúng ta là vịt và chúng ta chưa thể trở thành đại bàng. Phần lớn là vẫn bị chúng nó mang ra vấn đề, nó quay và chiều nó mang ra bia hơi, nó nướng và nó chém mất chúng mình. Đấy. Thế bây giờ chúng ta muốn thoát vị thì chúng ta phải nuôi cho cái khát vọng của chúng ta đủ lớn. Khi chúng ta là đại bàng, chúng ta bay lên trời rồi thì lúc đấy mày muốn thịt còn lâu, vụ mày đang ở trên trời rồi, chúng mày mới là người thôi, người làm sao thịt được đại bàng còn lâu đó. Thế thì bây giờ để làm thế nào mà cho cái tâm và cái trí, thì nhiệm vụ của chúng ta đó là bắt đầu phải làm thế nào đó là chúng ta phải nằm ở mãi dưới sâu này này,
phân tích được này, là ngay lúc này thằng này này đang xảy ra cái gì, đang có ý niệm gì, thằng này mày đang nghĩ cái gì, đúng hay sai. Tức là gì? Ý muốn nói ở đây là nó phải có được cái giác quan thứ 6, hoặc nói một cách khác đó là có con mắt thứ 3, hoặc nói một cách khác đó là gì, có cái chân của tâm thoát khỏi ra ngoài, và thằng tâm và thằng trí được trở thành công cụ của mình như thằng thân, và có một cái siêu nhiên đứng ở đằng sau để điều khiển nó thì mới không bị tâm nó dẫn dắt. Ở đây chúng ta thấy cái trường hợp này, tâm thì bắt cảnh. Bây giờ tôi lấy ví dụ, tôi với anh Hoàng đang ngồi uống cà phê ở một cái quán, thế mà có chị Huế mặc bikini vào thì lúc đấy cuộc nói chuyện của tôi với anh Hoàng nó sẽ nói về trạng thái đạo Phật hay là nói về chị Huế? À, hôm nay đang lấy ví dụ là như vậy, thì lúc đấy là chủ đề là nói chuyển sang gì? Chị Huế. Chủ đề chuyển sang chị Huế đúng không? Rồi tiếp, sau một lúc chị Huế vừa vào xong thì lại có chị Hạnh vào, thì chị Hạnh lại cầm một bao tải tiền vào, bảo là ngày hôm qua mẹ đi mua mất có 2 triệu mà bán phát được cả này. Thì lúc đấy tâm của tôi với ông Hoàng thì ở chị Huế hay là sang chị Hạnh? Ở đâu? À, nhảy sang chị Hạnh rồi đúng không? À, thế trong khi đó thì ông Hoàng thì hôm trước mẹ đang nợ đứa nào đó 5 triệu, thế là lại gặp cái thằng đấy, nó xăm trổ nó vào, nó ngồi ngay bên cạnh. Thì lúc đấy tâm ông Hoàng ở đâu? Lại sợ cái thằng bị đòi tiền đúng không? Đó, thế thì chính vì vậy là cái tâm của chúng ta này là nó như một con khỉ, nó chạy rông không khác gì con chó ngoài đường, cứ nhắm mắt vào mà bảo mày ơi trật tự đi, tôi đố ai nhắm mắt 5 phút mà không nghĩ ra cái gì. Nó phóng như con điên ở ngoài đường, nó không khác gì một con điên con rồ con dã, đúng không? Tức là bây giờ đang nằm này, nhắm mắt vào này, cái một lúc này là tiền hiện ra này, sau thì công việc hiện ra này, khách hàng hiện ra này, bố mẹ hiện ra này, rồi thì con hiện ra này, vợ hiện ra này, rồi thì tóm lại nó loằng ngoằng lắm, đau huyết não đó. Rồi thì chưa kể đến cái thằng trí này cũng vậy, chưa kể cái thằng trí này cũng vậy, cái tư duy của chúng ta nó không ổn định và nó bị thằng tâm nó dẫn dắt, cứ tâm ý niệm cái gì thì thằng trí thì cứ đi theo để hầu cái thằng tâm. Đấy. Ở đây chúng ta có thấy điều này xảy ra trong cuộc sống không? À, có thấy không? À, tức là có thấy đúng không? Thế thì tâm thì nó bị bắt cảnh. Thì hôm nọ là học về marketing thì tôi mới bảo là gì? Lấy cảnh để dụ tâm. Bắt đầu từ bây giờ tập để tạo cho mình được cái nhân này. Cái nhà hạt nhân này nó gọi là nhân quan sát. Tức là gì? Bất kể có một sự vật hiện tượng gì nó tác động, nó đến thì cứ để nó đến, nhìn nó, quan sát nó và sau phân tích nó, rồi thì lúc đấy mới bắt đầu bút hết để chúng ta làm cái gì và làm thế nào. Chứ còn phần lớn là chúng ta bị đi theo tâm, tâm nó dẫn dắt cái này chúng ta đi theo nó đó. Thế thì về cái chức năng của tâm thì nó gồm có những cái này nhá. Bây giờ chúng ta sang đến cái nội dung tiếp này. Đấy, cái tròn tròn thì gió này, đây là thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài thì nó vào cơ thể của chúng ta thông qua 6 cái thức. Cái này là nhãn thức này, nghĩ thức này, tỉ thức này, thiệt thức này, thân thức này, ý thức này. Nhãn thức là gì? Mắt. Mắt thì bắt cảnh, bắt hình tướng. Cảnh thì gồm có những cái gì nó là sự vật, âm thanh, màu sắc, hiện hình, hiện hữu thì nó gọi là cảnh. Thì mắt thì nó bắt cái đó, nhìn thấy thằng giàu, thích giàu, nhìn thấy thằng nghèo, ê, nghèo thế kia vất lắm, không làm, sợ nghèo. Ngay tại thời điểm lúc đấy là gì? Nó đưa ra hai cái để đối lập với nhau ngay. Đó, thế thì cái tiếp theo này là cái nhĩ, tức là cái tai. Nghe những cái lời ngon ngọt, nghe lời phỉnh nịnh,
nghe lời bị mắng, nghe lời chửi, nghe nói đến tiền, nghe nói đến đồ chua, thế là bắt đầu nước dãi bắt đầu chảy. Tức là tất cả những cái này nó là cái bình thường ở trong cơ thể con người mà, nó cứ đón nhận và điều đó nó tự nó ra, đúng chưa? Rồi đến cái tiếp theo này là cái tỉ thức. À, tỉ là cái gì? À, tỉ thức là cái gì? Mũi ngửi thì nó gọi là tỉ thức. Thơm thối. Đấy, cứ lấy ví dụ đấy cho nó dễ hiểu. Chua không ngửi được. Phải đến cái thằng này này, thằng này mới chẩm được. Thằng thiệt thức và cái lưỡi thì bắt đầu chua, ngọt, cay, đắng, mặn, nồng. Thì là cái thằng lưỡi là thằng hiểu được cái đó. Đến tiếp là cái thằng thân. Xúc cảm, sờ, nắm, ôm, vân vân. Thì cái thằng đấy là nóng, lạnh. Đấy, thì là thằng thân nó đón nhận. Và cái thằng ý thức này, cái thằng ý thức này thì nó nằm ở ngay cái vòng đầu tiên của tâm. Tức là khi có thông tin từ bên ngoài vào thì điều gì bắt đầu xảy ra này, bắt đầu cơ chế hoạt động của tâm này. Đầu tiên khi tác động thông tin từ bên ngoài vào thì bắt đầu ta có nhận thức. Sau khi có nhận thức thì chúng ta đang bị một cái, đó là gì? Không tìm hiểu, phân tích một cách gốc rễ của vấn đề. Và bắt đầu vào đến cái hiện tượng đó là gì? Tiềm ý thức. Mang cái của mình đã có, đã hiểu, tưởng là ok rồi. Và mình bắt đầu triển khai. Thế là khi đó là triển khai thì phần lớn là gì? Kết quả không được như mong muốn. Đấy mới là phần tiềm của ý thức thôi. Đấy. Thế thì khi mà tiềm ý thức để xử lý vấn đề từ bên ngoài tác động vào, qua đến tiếp theo này là đến cái tiềm thức, hoặc có nơi người ta gọi là vô thức. Chính cái tiềm thức và cái vô thức là một cái kho tàng kiến thức khổng lồ của con người, trải qua vô lượng kiếp, có rất nhiều thứ ở trong đấy mà chúng ta chưa khai mở nó. Chính vì vậy là trong cái NLP ấy, thì người ta mới bảo là gì? Neo vào tiềm thức những cái suy nghĩ, những cái khát vọng. Và có những cuốn sách viết là đánh thức gì? Sức mạnh của tiềm thức. Phần lớn là chúng ta đang bỏ ngỏ hết tất cả những cái ở phần trong, mà chúng ta chỉ đang lấy cái tiềm ý thức để chúng ta xử lý vấn đề. Còn về cái phần tiềm thức và cái phần quan trọng nữa, đó là cái A lại gia thức. Cái này là trong bát thức tâm phương thì nó có 8 cái vòng. Đây là 6 vòng đấy. Và đến cái vòng, hai cái vòng này thì như Phật giáo học thì người ta gọi cái này đó là mạt na thức, nhịp cầu để chuyển tiếp vào với lại A lại gia thức. Thì A lại gia thức là gì? Cái này là cái cực kỳ quan trọng. Cái này, A lại gia thức, nó chính là linh hồn của chúng ta. Nó là bản thể, nó là không. Và nó có người ta gọi nó là Thượng Đế, có người gọi nó là Chúa, có người gọi nó là Phật. Nhưng mà chính nó chính là A lại gia thức. Thì khi chúng ta đi tái sinh thì chúng ta mang mỗi cái này đi. Còn tất cả mọi cái là vứt ở lại thế giới hồng trần hết. Kiến thức vứt lại, cái gì cũng vứt. Mang đi duy nhất đó là thói quen muốn và thói quen nghĩ. Muốn yêu thương thì khi sinh ra chỉ thích yêu thương. Muốn xin thì đẻ ra lại độc thích đi xin. Bắt đầu lấy ví dụ đi. Có những đứa trẻ sinh ra cái nó rất là thảo, điều đó có không? Có những đứa trẻ sinh ra cái nó tham hơn tất cả mọi đứa, điều đó có không? Trong khi đó không giống tính của bố mẹ thì nào? Thế thì chính vì vậy người ta mới nói là gì? Cha sinh con, trời sinh tính. Nó là như vậy. Gen thì nó giống về mặt hình thể, giống về 50kg thịt. Nhưng về tính thì phiên bản của ai người dùng. Nhưng nếu dùng dần với nhau, lâu với nhau thì nó tạo ra môi trường và nó cộng hưởng cái cách giống, đúng không? Ví dụ con tôi đẻ ra,
tôi cứ dạy nó từng ngày, từng ngày, từng ngày, từng ngày. Thì tức là gì? Cái lượng thông tin này tôi cứ đưa vào, nhồi vào cái tiềm thức của nó. Thì sau khi nhồi vào tiềm thức của nó trở thành bản năng. Và khi nó đã trở thành bản năng thì nó mang cái đó ra để nó dùng. Đó, thế thì chính vì vậy là ở đây nhá, hai cái thời điểm nó tạo ra hai phiên bản cuộc đời con người khác nhau đó. Chúng tôi là những người sinh ra ở cái thế hệ 7X, khi đất nước vừa trải qua chiến tranh. 1975 thì giải phóng miền Nam, 1978 thì tôi ra đời. Tức là ăn cơm này, lao động, vân vân và vân vân. Tức là tôi tạo ra ở một môi trường gà trọi. Còn các bạn thì tạo ra ở một môi trường gà công nghiệp chính thống. Đúng không? Thế nếu như mà chúng ta không nhận thức được, mà chúng ta cứ tiếp tục mang cái gà công nghiệp này để chuẩn bị bước vào cuộc đời chính thống của mình, thì rất nhiều những cái khó khăn mà Chúa sẽ gửi đến để tặng cho các bạn chuẩn bị đón nhận đi làm vườn. Thế còn như bọn tôi thì trải qua cơm đội, rồi thì trải qua quần áo vá rách là chuyện bình thường. Bây giờ nếu như để tôi đi một đôi dép lê bị rách mà dùng cái dây thép để buộc từ đây về đến nhà là tôi đi bình thường. Nhưng mà cho các bạn đi đôi dép lê mà buộc ở đây, bảo các bạn đi ra chợ để mua đồ, chưa chắc ai đã dám đi. Thế chúng ta phải hiểu và hình dung được điều đó. Thế thì ở đây này, muốn nhắn gửi một điều, đó là vừa rồi tôi bảo với các bạn là cuộc đời không bao giờ muộn. Lý do tại sao? Vì khi chúng ta có kết thúc cuộc đời này đi nữa, nhưng nếu như trong cái A lại gia thức này của tôi mà tôi tạo được nhiều nghiệp tốt và tôi học được cái thói quen cho đi và cái ý muốn của tôi là điều tốt đẹp, thì tôi sẽ đến với thế giới bên kia và tôi chuẩn bị có một cuộc đời tốt đẹp hơn ở một thế giới thứ hai. Đâm ra là tôi mới bảo là không bao giờ muộn. Được chưa nhỉ? Đó. Thế thì ở đây muốn nói đến một điều giữa là toàn bộ khoa học là chúng ta đã tìm hiểu về cái bên trong rồi nhá. Cái bên trong là gì? Cái bên ngoài là gì? Thì ở đây nó là gì? Bên ngoài. Và ở đây nó là bên trong. Chúng ta đang bị một cái, đó là bên trong nó nhỏ, bên ngoài nó lớn. Và khi có yếu tố tác động từ bên ngoài vào thì cái bên trong của chúng ta nhỏ và chúng ta bắt đầu sinh ra bao nhiêu sự hỗn độn lộn xộn. Lấy ví dụ, bây giờ đi họp lớp, ở cái tầm tuổi của các bạn thì một là những đứa con nhà giàu, nhà mình chưa giàu, mình đi xe buýt đến để mình họp, hoặc là mình đi xe cái xe cà tàng đến. Thế nhưng mà thằng kia vừa học ra cái bố nó đã làm cho con ô tô, thế nào nó lại đi chở thêm mấy đứa ở cái khu vực nhà đó đấy. Thế là lúc đấy bắt đầu gì? Nhìn thấy nó nhiều tiền, mình chưa nhiều tiền, bắt đầu cảm thấy khó chịu. Một là sao mình không đẻ cái nhà nó giàu thế nhỉ? Sao bố mẹ mình không giàu như bố mẹ nó nhỉ? Cái số của thằng chó này sướng nhỉ? Đấy, vân vân và vân vân. Rất nhiều ý niệm khởi ra. Có đúng không? Điều đấy có xảy ra. Hoặc ở trong lớp, mình trông cũng thuộc thành phần trông hơi đỏ gái, nhưng mà không có thằng chó nào nó tán, mà có những đứa lại sao nhiều đứa tán thế. Có ý niệm đấy khó chịu không? Có không? Đấy. Khi khó chịu thì bắt đầu trí bắt đầu nghĩ cách mài mặc hở tí nữa. Ví dụ thế. Tức là có những đứa nó đẹp, đẹp từ cái thuần phong mỹ tục, đẹp từ cái bên trong nó đẹp ra thì nó được nhiều người tán. Mình thì không được cái đẹp đấy bởi là tướng tâm của mình chưa đẹp, tâm của mình nó đang còn hơi xấu. Tâm thì sinh tướng, bố mày mặc áo mai dày, hai giây chưa được, mai bố mặc hai giây lại màu hồng. Tức là để cho nó thay đổi hẳn phiên bản lên. Đúng không? Đấy. Thế thì cái câu chuyện là tức là gì? Giữa cái thế giới bên trong và cái thế giới bên ngoài. Ok. Đây, chúng ta chuyển sang về cái nội dung này. Thì từ những cái như vậy, bây giờ ấy, là nếu như chúng ta quyết định mà muốn thay đổi, thì ở đây nó đang có cái hai xu hướng này. Cái giàu và nghèo của một con người nhá, hoàn toàn chúng ta đều sống ở Việt Nam, trình độ học tập như nhau, môi trường như nhau, văn hóa xã hội như nhau, không có gì khác nhau. Thế tại sao có thằng giàu, tại sao có thằng nghèo? Điều gì dẫn tới điều đó?
Một là nghiệp dẫn, hai phước là nghiệp của kiếp trước để lại, hai môi trường của mình chưa biết chọn môi trường tốt, chưa có được môi trường tuyệt vời thì mình sẽ phải chủ động. Có gì có ý niệm khởi lên thì khác. Tóm lại bây giờ muốn như thế này hay muốn như thế này, đây là cái nhà cao cao này này, cái con này này, muốn như thế này đúng không? Muốn như thế này thì mình phải thay đổi từ ngày hôm nay. Độc thích của free, những thằng có tiền thì nó bảo của free là điều tồi tệ nhất, vì nó phải mất nhiều thời gian cho cái việc đó. Còn cái thằng mà nó có tiền, nó hiểu, tức là gì? Muốn cái gì thì phải bỏ tiền ra để mua, chứ không có cái chuyện free. Đấy. Thế ví dụ như là ngày hôm nay nó đang dùng cái buổi học free này cũng chẳng tốt gì đâu, phải học ở những lớp mất tiền thì nó mới tốt, còn cuộc free thì không tốt. Rồi tiếp này, đối với thằng nghèo thì chỉ thích chủ nghĩa vật chất và tư duy thì luôn bảo thủ. Rồi tập trung đi, tư duy là bảo thủ. Tiếp này, bây giờ bắt đầu đi tìm cái hạnh phúc của cuộc đời này. Đây là mấu chốt của buổi học ngày hôm nay, chủ đề của ngày hôm nay nằm ở đây. Đây nó sẽ là một liều thuốc và đây nó sẽ là cái để chúng ta nhìn nhận vấn đề nó ở một cách sâu hơn, khách quan hơn và chuẩn hơn. Thế thì khi cách đây khoảng tầm 2600 năm thì khi Đức Phật bắt đầu giác ngộ, thế nào được gọi là giác ngộ thì ông ấy trả lời được mấy thứ và không ai trả lời được cho ông ấy. Thế thì chính vì ông đấy là ông ấy bỏ bố, ông bảo là thôi con ơi đừng đi tu, ở nhà con làm vua, nhiều tiền nhiều gái, cho hẳn mấy chục cô cung tần mỹ nữ vào và đưa ông đấy vào cái trạng thái rốt ngủ với gái, mà ông ấy cũng không làm gì cả, ông vẫn quyết định đi tu. Thế mới kinh khủng. Đấy. Thế thì ông ấy trả lời được mấy thứ. Cái thứ nhất là thế thì khi chết thì đi về đâu? Hai là thế tại sao con người ta lại cứ phải già rồi chết? Đấy. Và khi chết thì con người ta đi về đâu? Thế thì sau khi ông ấy giác ngộ thì ông ấy đi tìm 4-5 người là đồng nghiệp, đồng môn, tức là cái đồng môn cùng tu với ông ấy. Đấy, ông quay trở về ông giảng cho cái bài giảng đầu tiên khi làm Phật, đó là cái bài giảng về tứ diệu đế. Tứ là 4, diệu là vi diệu, tuyệt diệu, không có gì tuyệt hơn cả. Đế tức là đế vương, hiểu đơn giản là đỉnh của đỉnh, đỉnh của đỉnh của đỉnh của chót, đúng không? Thì gọi là tứ diệu đế. Bắt đầu nha. Thì cái đầu tiên ấy, thì ông kể ra một loạt khổ của con người. Cứ sinh ra người thì có cần đến thứ khổ. Đầu tiên này là sinh lão bệnh tử. Lúc mang thai ở trong bụng mẹ khó chịu, chật chội, tối um. Rồi thì vân vân và vân vân, mây mây, đủ thứ. Sau đó rồi thì người to thì 3 cân mấy, đi ra qua cái lỗ bé tí, đau ơi là đau. Đấy, thì cái quả đầu tiên của đời người nó là như vậy. Thì cái đấy ông cũng gọi là khổ. Sau đến lúc trưởng thành lớn lên thì bắt đầu đến già xấu, cần thiết đã phải đi C3, C4 để làm ra làm đẹp mới có tí tuổi C3, C4. Đấy, thế cái khổ của con người là sinh lão bệnh tử. Thế bây giờ đây năm nay mình có 46 tuổi, nhưng mà chân thì đau đau và đi thì có hơi có hiện tượng bị chúng ta gọi là vỡ giáp, vì là cái đĩa đệm của nó bị lệch rồi, nó ăn được cái chân trái, đi thì là bị nó gọi là đi vỡ giáp. Và sau một này thì nó còn nhiều thứ nữa, vì theo quy luật của cái tự nhiên đó là gì, thành trụ hoại không, tức là từ lúc thành này, sau thì trụ tức là tồn tại này, sau đến lúc bắt đầu hoại này và cuối cùng trở về không, sinh lão bệnh tử. Đấy là 4 cái khổ của đời người. Sau này bắt đầu đến cái khổ tiếp này, ái biệt ly khổ. Ái biệt ly khổ, chia xa là khổ. Chia xa thì chia xa cái gì? Chia tay người yêu này, chia tay bố mẹ này, đúng không? Rồi thì mình đang ở đây, con mình đi học ở Mỹ này, đấy. Rồi thì mới mua cái xe hôm qua về, tối nay bị nó nhảy này.
tức là tất cả mọi cái gì ta yêu thì ta không muốn mất nó. Kể cả là cái máy tính này, Apple đây đang đẹp như này, mai tự nhiên nước vào. Tức là gì? Vô tình cái trang nó đánh đổ nước vào. Thế là bắt đầu Apple mình ngủ, thế là cũng bắt đầu sinh ra khổ. Hình dung chưa? Hiểu đơn giản đó là gì? Ái biệt ly khổ. Tức là cái gì mà mình đang yêu thì mình không muốn chia tay nó. Đấy là cái nguyên nhân của dẫn đến khổ. Thằng nào cũng giống thằng nào thì không ai khác ai ở đây cả. Tôi giống các bạn, cứ cái gì mà đang thích mà mất đi thì là mình thấy đau khổ, buồn, đúng chưa? Rồi một cái tiếp này là cầu bất đắc khổ. Tức là cầu mà không được thì sinh ra khổ. Thế mà cầu thì con người ta nó lại cầu đủ thứ, cầu chả thiếu cái chó gì. Cầu bố mẹ sống 100 tuổi, cầu con thì học giỏi, rồi thì cầu thì lấy chồng nhà giàu, rồi thì cầu bán được nhiều hàng, rồi thì cầu gì, tức là tóm lại đủ thứ cầu. Nhưng mà chỉ có đứng để cầu và chắp tay cầu, khẩn thắp hương khói đây nghi ngút, hỏi có làm không? Không. Và sao làm? Cầu là được. Nhưng mà cầu nó không được, thế bắt đầu sinh ra khổ. Đấy, cuộc đời nó đang như vậy mà. Ví dụ hỏi, tháng nay thu nhập nhiều không? 5 triệu. Công suất làm việc thế nào? 60% rồi. Và thế sao làm? Cầu. Có được không? Không được. Khổ không? Khổ. Cầu mà không được sinh ra khổ. Có những cái việc mình cầu mà mình chủ động được thì nó lại nằm nhẹ. Có những việc cầu nhưng mà mình không làm chủ được đấy. Tôi lấy ví dụ là tôi là tôi mà, vợ tôi là vợ tôi, con tôi là con tôi. Thế bây giờ thấy con là thằng hàng xóm giỏi, đi thi toàn giải nhất với giải nhì đấy, đá bóng như này như là Ronaldo, con nhà mình thì bảo đi ra khỏi cửa không đi. Thế thì mình có muốn con của mình năng động như thế không? Muốn, đúng không? Không được như con của nó, có khổ không? Khổ. Thế nhưng hỏi chiều nào nó đi đá bóng với con mình có đi không? Không. Và sao đi? Bận. Nó phải đi đá bóng với con thì con nó mới gì? Mới giỏi. Thế nó có học với con không? Có, tối nó hay học. Thế tối mình làm gì? Bán hàng, cầm điện thoại, lướt phây. Vậy sao con mình giỏi? Đúng không? Nhiều với nhỉ? Thì cái này là người ta thống kê ra. Cầu thì gồm có này, cầu danh này, cầu sắc này, cầu tiền này, cầu tình này, cầu gì? Cầu đủ thứ. Danh tức là ngoài, danh là danh tiếng này, muốn mình nổi tiếng, muốn mình được nhiều người biết, muốn mình được nhiều người tôn trọng, muốn vừa vào đến nơi cái nào welcome chào Miết Hoàng Anh đấy, ví dụ thế. Thế còn nếu mà xuống đến nơi chẳng ai thằng chó nào quan tâm. Bây giờ ví dụ điên bố này vào đến nơi ai người ta ra em chào sếp có thầy giật toán loạn mặt vênh lên. Thế còn đến nơi đến nó chả biết, về nó chả biết, về khổ bởi như thế không ai quan tâm đấy, kiểu nó như vậy. Đâm ra là cái cầu ấy là nó ở tất cả mọi nơi, mà cầu mà không được thì sinh ra khổ. Chốt lại là như vậy, đúng chưa? Thế tiếp này là oán tắn hôi khổ. Cái này thì nó ít xảy ra nhưng mà nó vẫn đang có. Tức là gì? Ghét đứa này mà nó cứ xuất hiện trước mặt, sinh ra khổ. Khi ghét nhau thì không muốn nhìn mặt nhau à, ghét mà phải gặp. Thì ghét thì có ghét người với người này. Ghét là cái điện thoại này là đang hỏng rồi mà không có tiền này. Thế thì bây giờ này cứ gặp cái điện thoại này là khổ này. Hoặc bây giờ tôi chuẩn bị đến cái phiên bản là nhìn thấy cái xe của tôi thấy cũ rồi, xe của thằng hàng xóm nó đẹp hơn thì cứ ngồi trên xe cũng thấy khổ. Tóm lại là ghét cái gì mà gặp cái đấy thì khổ. Thì ông Phật ông gọi nó là gì? Quán tấn hội khổ. Và đấy cái cuối cùng đó là cái ngũ âm xí thành khổ. 5 cái cửa ngõ của con người bị nạp thông tin không tốt thì sinh ra khổ. Tức là gì? Trưa hôm nay đi ăn cơm bụi 30.000,
Hỏi có ngon bằng cơm vợ không? Không. Sướng không? Không. Khổ không? Có. Ví dụ vậy, đúng không? Rồi thì vừa đến nơi cái chưa được hai hỏi câu nào, sếp quát làm thế à, rồi thì thế nọ thế kia, tức là gì? Nghe lời không tốt, nghe lời không hay, nghe chưa thấy sự xu nịnh cho mình, sinh ra khổ. Tức là tai nghe những điều không theo ý mình thì gọi nó là khổ. Rồi vừa rồi là thằng gì? Mắt. Đến đến nơi nhìn thấy cái gì cũng bẩn, cái gì cũng không như ý, cũng thấy gì? Khổ. Tối đến ở nhà thì ngủ bật điều hòa xịn, chưa đến ở đây thì bà Huế bà cho nằm cái ghế sofa nhỏ, cũng khổ không sướng, vân vân và vân vân. Tóm lại là năm cái cơ quan đấy nó luôn luôn muốn đón nhận cái điều kiện tốt nhất ở khách sạn 5 sao, ăn thì có đầu bếp chuyên nghiệp, nghe thì có hệ thống su nịnh như là cái gì dùng ở Trung Quốc ngày xưa ấy, lưu vũ ấy. Đấy. Thế tức là gì? Toàn những cái xịn nhất của đất nó đập vào thì nó mới hết khổ. Đấy thì ông Phật ông thống kê ra cần đấy cái khổ cho con người. Nhưng mà đấy không phải là tiêu cực, mà đầu tiên là ông nhìn thẳng vào sự thật là những cái đấy là ai cũng trải qua. Thế thì bây giờ để tại sao nó lại khổ thì bắt đầu đi đến cái tập đấy, tức là nguyên nhân của sự khổ đau. Đấy, thì có tìm thấy nguyên nhân thì mới giết được nó. Nguyên nhân thứ nhất là do con người ta tham, tham sân si mạng nghi, 1, 2, 3, 5 là năm cái đấy, nó gọi là năm cái triền cái. Tham sân si mạng nghi, tham tiền, không chỉ nói đến tham tiền đâu nha, tham tiền, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham quyền, tham đủ thứ. Đấy. Tức là gì? Như thế nào thì mình gọi là tham? Bây giờ mình phải cắt nghĩa thế nào thì mình gọi là tham. Bình thường ra ấy, là cơ thể của con người là một ngày cứ hiểu đơn giản là chắc chỉ khoảng tầm độ 2 lạng gạo, 2 lạng thịt, 1 múi rau là sống qua ngày. Thế còn quần áo mặc là kín từ trên đến dưới, đúng không? Rồi thì người ta xe ô tô thì mình cũng xe ô tô, cũng điều hòa. Tối đến ngủ thì cũng ngủ giường, không phải ngủ đất. Thế thì cuộc sống như vậy là bình thường. Thế nhưng mà thấy đằng kia nó ít hơn, đủ thứ xịn hơn. Nhưng mà cuộc đời nó phải vậy mà. Đó, thế thì những cái mà mình đang không có mà mình muốn có thì người ta gọi nó là tham. Trong đó nó có cả tiền, cả danh, cả chức vụ, cả quyền hành, đủ mọi thứ chứ không phải chỉ có tiền. Đến cái tiếp nữa này, sân. Sân là sự cáu gắt. Sân là gì? Sân là những cái không hài lòng, sinh ra bực tức. Đặc biệt ở tầm tuổi của các bạn thì chưa bị. Ở đây nếu mà có sân thì chỉ thi thoảng sân với đồng nghiệp, và thi thoảng là sân với mẹ, khi mà mẹ nói nhiều quá sinh ra ghét, điều đấy là có. Nhưng mà đối với những cái người mà đã là mẹ thì cậy là mẹ thì lấy quyền để sân với con, sân một cách cực bừa bãi, quát mắng chửi. Và đặc biệt là bây giờ chưa được nếm đâu, sau nó từ 12 tuổi trở lên cái tôi nó bắt đầu phát triển thì lúc đấy sự khác biệt, và lúc đấy mới bắt đầu sân lại càng nổi rõ. Cho nên là mình hiểu nó thì mình sẽ làm chủ được để mình tránh nó. Thì cái sân này là cái cực kỳ kinh khủng. Nói thì nó đơn giản nhưng mà đội này chưa bị ngập. Bây giờ thi thoảng chỉ thằng người yêu nó hẹn mà nó không đến là ghét một tí thôi. Chứ còn chưa đến nỗi kinh khủng lắm. Đến lúc sau mà con mình rồi 12 tuổi rồi, khác nhau rồi, cứ lấy quyền làm mẹ ra mà tán thì lúc đấy thì thôi, quánh nhau. Thế thì trường hợp mà nó nhảy cầu này, trường hợp nó bỏ nhà ra đi này, trường hợp mà nó học ở trường này, rốt nó đấy, nó phi xuống nó tự tử đấy. Bởi những cái lý do nó ra như vậy là mất kết nối, sân một cách thường xuyên. Con ngồi học phải bố cứ ngồi giám sát 24/24 để xem học như nào. Trong khi đó bố cứ cầm điện thoại bấm cứ bắt nó ngồi như để học. Ví dụ là như vậy. Đấy, thì cái sân này cũng là cái nguyên nhân này. Cái mạng này thể hiện cái gì? Sự ngạo mạn của một con người, muốn được tôn trọng, thích oai, thích sĩ thì gọi là mạng. Nghi là nghi ngờ. Nghi ngờ thì cái này thì nó nhiều lắm. Đặc biệt cũng rơi vào cái trạng thái của bọn đang yêu và của bọn đang làm bố làm mẹ.
bọn đang yêu mà nó hẹn không đến, bắt đầu tỉ lý do. Đấy. Đã hẹn thế rồi mà không đến rồi thì lại đi đón con khác rồi thì giờ này nó đủ thứ. Thế còn mẹ thì sao bảo giờ này học giờ về rồi, sao giờ từ đấy đến đây đi mất 5 phút sao giờ chưa về đến nhà, lại đi đâu chơi rồi lại vào chơi điện tử, tức là nó tưởng tượng ra đủ mọi thứ, đủ thứ trên đời nó suy diễn ra. Đấy, thì cái này nó gọi là cái nghi này. Thế còn cái thân kiến này là do mình, thân là bản thân, kiến là cái biết cái thấy. À, biết thấy chưa rõ chưa đủ. Rồi những cái từ biên kiến tức là từ bên ngoài vào, kiến thủ kiến là cái này là do bảo thủ vân vân, những cái này thì thôi không nói với các bạn nhiều vì nói các bạn không hiểu. Về thì đi vào thì cái mục thứ ba là cái mục này, là cái mục diệt thế. Sau khi xác định được những nỗi khổ, tìm được nguyên nhân dẫn ra khổ thì bắt đầu sang đến cái đề thứ ba, đó là cái diệt đi cái khổ đó. Để làm thế nào để diệt được cái khổ? Thì để diệt được khổ thì chúng ta phải thực hiện theo mấy pháp như sau. Phải thực hiện theo mấy pháp như sau mới diệt được khổ này. Cái pháp thứ nhất là mang luật nhân quả ra để đối chiếu, áp dụng các quy luật tự nhiên để quán chiếu xem mình đúng hay sai thì mới biết là đúng khổ hay là không khổ. Khi biết không khổ rồi thì bỏ qua đừng khổ nữa. Một là các quy luật tự nhiên. Trong mình thì lau ơi. Thế này sẽ lau sẽ bớt điểm. Đây rồi. Mang cái quy luật tự nhiên. Có hết mực kìa. Có phải này. Đây. Mang quy luật tự nhiên ra để quán chiếu, tức là đối chiếu xem đúng hay sai. Cái quy luật số 1 đó là luật nhân quả. Quy luật thứ hai là lượng đủ chất đổi. Quy luật thứ ba đó là luật vô thường. Luật thứ tư là luật vô ngã. Đấy, khi cảm thấy khổ thì bắt đầu mang mấy cái này ra để đối chiếu. Khi mình đối chiếu thì mình sẽ tự hiểu, và tự hiểu thì nó khác hết khổ. Đầu tiên là cái luật nhân quả. Bây giờ lấy ví dụ, mình thấy khổ vì con của mình nó học ngu. Hiểu đơn giản là như vậy đi. Thế thì bây giờ hỏi, mình dành ra bao nhiêu thời gian để mình dạy nó? Nhiệm vụ của mình chỉ có mỗi là đi tìm thầy, xong đó rồi cứ đẩy cho nó đi học thêm và đi học thật lực, và mình không quan tâm chi tiết đến nó, xem thực tế của nó như thế nào thì làm sao mà nó giỏi được. Rồi tiếp, trong công việc hàng ngày hay là trong cái việc đối nhân xử thế giữa mình với lại đồng nghiệp, giữa mình với bố mẹ, mình với vợ với con, vân vân và vân vân, cứ mang ra cái này, tức là chỉ hiểu đơn giản là muốn cho, muốn nhận thì phải cho. Nhưng mà trong khi đó thì mình không cho thì mình có được nhận không? Không, đúng không? Thế thì vậy thì cảm thấy còn khổ nữa không? Thì tự mình hỏi vào, thế thì như vậy mày có còn thấy khổ không? Và tao thấy hết rồi, bởi lý do và tao biết tao sai ở đâu rồi. Thì cái mục diệt đế này là mục tìm ra những cái sai của mình để mà mình sửa nó đi. Đấy, thế thì cái luật đầu tiên là cái luật nhân quả. Cái luật thứ hai là luật lượng đủ thì chất đổi. Cái này nó là những cái hữu hình. Tức là ví dụ, trong trường hợp hiện tại bây giờ tôi chưa đạt được KPI theo như tôi